Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Họp hội đồng thẩm định kết quả ra soát điều chỉnh quy hoạch ba loài rừng. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Dự lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc là nơi yên nghỉ của gần 3.000 anh hùng liệt sĩ. Tại đài tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông cẩn cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của các anh các chị, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ viếng tại lễ đài, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, lãnh đạo thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, thân nhân các anh hùng liệt sĩ và lực lượng đoàn viên thanh niên đã thành kính thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong dịp này, cả địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức lễ viếng dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, lực lượng vũ trang cùng cán bộ và nhân dân cả địa phương đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đồng loạt tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc meeting của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trình trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, trong niềm vui mừng ngày Quốc khánh, mừng ngày Tết độc lập, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, trước anh linh đại tướng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình nguyện cùng nhau đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, dân tộc, tiếp bước cha anh quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương. Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dịp này lãnh đạo các địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các địa phương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cả gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời mong muốn cả gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trở thành những gia đình chính sách mẫu mực tiêu biểu tại địa phương, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sáng nay ngày 31 tháng 8, huyện Quảng Ninh tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống Vòng Bảng Vân Hằng đối với các thuyền đua nam. Theo đó, 12 thuyền đua nam được chia thành hai bảng, mỗi bảng chọn ra 3 đội có thành tích cao thi đấu tại hạng A, các đội còn lại thi đấu tại hạng B. Sau 120 phút tranh tài sôi nổi, hấp dẫn trên đường đua có tổng chiều dài 13 km, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi gay cấn, các pha bứt phá ngoạn mục. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thuyền đua xã Trường Xuân và xã Hiền Ninh, giải nhì thuộc về xã Võ Ninh và xã Tân Ninh, giải ba thuộc về xã Xuân Ninh và xã Hàm Ninh. Tại giải đua thuyền truyền thống Vòng Bảng năm 2018, huyện Quảng Ninh đã triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên. Theo đó, huyện Quảng Ninh giao bệnh viện đa khoa huyện bố trí đội cấp cứu lưu động gồm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, xe cứu thương, đầy đủ các trang thiết bị, thuốc men, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Kết thúc giải đua thuyền truyền thống Vòng Bảng, không có vận động viên nào gặp vấn đề về sức khỏe. Ngày 2 tháng 9, đội cấp cứu lưu động của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ tại lễ hội bơi đua thuyền truyền thống năm 2018. Sáng nay ngày 31 tháng 8, xã Nghi Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển năm 2018.
lễ hội đua thuyền truyền thống của xã Ngư Thủy Bắc tồn tại từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, lễ hội bị giảm đoàn từ năm 1988 đến năm 2016. Tháng 9 năm 2017, lễ hội chính thức được khôi phục. Tham gia lễ hội năm nay có 5 thuyền đua, mỗi thuyền có 11 trai bơi, thi đấu trên đường đua có tổng chiều dài gần 10 km. Tại lễ hội, các thuyền đua đã thi đấu với tinh thần thể thao lành mạnh, trung thực và quyết tâm đạt thành tích cao. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức đã trao cả giải nhất nhì ba cho các thuyền đua đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang và sông Nhật Lệ, lực lượng công an huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã triển khai các phương án nhằm đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay từ đầu tháng 8, công an huyện Lệ Thủy đã thành lập ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang năm 2018, bố trí lực lượng, phương tiện để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường diễn ra lễ hội, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông và cả quy định của ban tổ chức lễ hội. Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi là đã chủ động xây dựng cái phương án để nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cái dịp diễn ra các cái lễ hội trên địa bàn. Chúng tôi là chủ trọng là cái lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang, bố trí lực lượng cano là có các cái kế hoạch để trong cái dịp diễn ra lễ hội không có các cái phương tiện mà được ban tổ chức quy định là không được hoạt động trên chỗ đường bộ. Chúng tôi cũng xây dựng các cái phương án để đảm bảo cho nhân dân được tham gia lễ hội một cách an toàn, nghiêm minh xử lý các cái trường hợp lợi dụng lễ hội để quá khích và vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại huyện Quảng Ninh, lực lượng công an huyện đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt chặn ở hai đầu cầu Quản Hào cũ, chuẩn bị phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn trên đường đua, tuyên truyền cho người dân, nhất là các gia đình ở ven sông tuyệt đối không điều khiển thuyền chài trên sông lúc diễn ra lễ hội. Công an huyện đã xây dựng phương án kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã phối hợp với phòng PC08 và PK02 để làm sao để không gây ùn tắc giao thông. Chúng tôi coi trọng vừa đảm bảo dưới sông nhưng mà vừa đảm bảo trên tuyến quốc lộ 1A. Còn trên sông, chúng tôi đã làm xây dựng các cái phương án thuyền và hai nữa không cho các cái thuyền của dân chạy theo cái thuyền trái bơi để làm sao để ổn định được cái lễ hội đua thuyền, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Lễ hội bơi đua thuyền từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Chính vì vậy, công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 2018, giải đua thuyền trên sông Danh thị xã Ba Đồn năm 2018 nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 5 năm ngày thành lập thị xã Ba Đồn. Hiện nay, thị xã Ba Đồn đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho giải đua. Đây là năm đầu tiên thị xã Ba Đồn tổ chức giải đua thuyền với mục đích giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người, du lịch Quảng Bình nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng. Tham gia giải có 10 đội đua, thi đấu ở cự ly 3.500m, xuất phát từ chợ Quảng Tân qua địa phận các xã Quảng Hải, Quảng Lộc và về đích tại bờ Nam Phà Phủ Trịch. Giải được chia thành hai bảng, các đội giành vị trí thứ nhất, nhì, ba của mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết. Tham gia cái giải đua thuyền truyền thống của do thị xã Ba Đồn tổ chức thì với tinh thần là rèn luyện thân thể và thứ hai là chúng tôi cũng rất là quyết tâm để đạt cái thành tích cao nhất. Và qua cái giải lần này thì chúng tôi cũng mong muốn là các cấp có quan tâm hàng năm để thường xuyên tổ chức cái giải đua thuyền truyền thống như thế này để chúng tôi là những vận động viên được tham gia, đồng thời là để cho bà con nhân dân được xem, được cổ vũ và phát huy cái phong trào của quê hương. Để giải đua thuyền đạt kết quả cao, ngay từ đầu tháng 8, ban tổ chức đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các địa phương có thuyền đua tham gia, đồng thời tiến hành kiểm tra, khảo sát đường đua. Bên cạnh sự hỗ trợ của thị xã và nguồn lực của các địa phương, thì các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cũng đã quyên góp hỗ trợ cho giải. Với cái tinh thần quyết tâm, tập luyện, địa phương đã là huy động thanh niên trong độ tuổi, có sức khỏe, có năng lực, có kỹ năng và tham gia tập luyện. Địa phương đã đóng góp phần kinh phí và hỗ trợ của các cái nguồn lực để giúp cho đội đua tập luyện trong những ngày vừa qua và tham gia cái cuộc đua tới đạt kết quả tốt. Là ban tổ chức đã triển khai họp là 3 lần. Để triển khai đến tận từng cơ sở, từ các xã, phường để làm sao cho cái lễ hội đua thuyền là bảo đảm an toàn trên sông nước cũng như là an ninh trên đường bộ trong cái khoảng thời gian diễn ra lễ hội.
Với tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng rằng giải đua thuyền trên sông Danh thị xã Ba Đồn năm 2018 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Họp hội đồng thẩm định kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loài rừng. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp hội đồng thẩm định kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loài rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Năm 2014, tỉnh Quảng Bình phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch ba loài rừng đến năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình phát triển kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, dẫn đến thực trạng quy hoạch ba loài rừng ở một số khu vực hiện tại không phù hợp. Bên cạnh đó, quy hoạch ba loài rừng hiện tại có một số điểm chưa phù hợp với luật lâm nghiệp năm 2017, cần phải tiến hành rà soát, điều chỉnh. Căn cứ vào các tiêu chí phân cấp rừng, các chủ rừng tại địa phương đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, điều chỉnh thực địa. Sau rà soát, điều chỉnh, tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh là trên 615.350 ha, giảm trên 26.100 ha. Trong đó, đất quy hoạch phòng hộ gần 151.000 ha, đất quy hoạch đặc trưng trên 144.300 ha và đất quy hoạch sản xuất trên 320.000 ha. Về điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025, Quảng Bình phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của từng loại rừng, nâng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh từ 5,0 đến 5,5% trên một năm. Tổng vốn đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2018-2025 là gần 3.240 tỷ đồng, bình quân mỗi năm trên 404 tỷ đồng. Sau khi nghiên cứu quy hoạch ba loài rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025, Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo cả quy hoạch và thống nhất một số nội dung nhằm tiến tới hoàn thiện và ban hành quy hoạch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên trong hội đồng thẩm định, tiếp tục rà soát lại hồ sơ, thống nhất số liệu, rà soát lại các khu vực rừng đã được quy hoạch. Trong quá trình quy hoạch, nên căn cứ định hướng du lịch của tỉnh để chủ động đưa ra khỏi quy hoạch những khu vực có thể phát triển du lịch. Việc quy hoạch phải tuyệt đối đảm bảo chỉ tiêu phân bổ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định của quốc gia. Đối với điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025, cần nêu rõ thêm về giải pháp thực hiện, chú ý nội dung phát triển rừng phải quan tâm tính bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bổ sung nội dung chính sách phát triển rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới. Huyện ủy Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị sơ kết các chương trình hành động về kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cốt cán toàn huyện. Qua 2 năm triển khai thực hiện, các chương trình hành động về kinh tế xã hội của huyện Bố Trạch đã bám sát mục tiêu phát triển chung của huyện, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5% một năm. Đây cũng là giai đoạn có số lượng công trình, vốn đầu tư lớn với 235 công trình, tổng mức đầu tư trên 813 tỷ đồng. Đặc biệt, việc đầu tư cho phát triển du lịch là hướng đi đang được huyện Bố Trạch quan tâm. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ bàn giao nhà nội trú dành cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở Lâm Trạch, huyện Bố Trạch. Công trình nhà nội trú dành cho giáo viên gồm 3 phòng ở, mỗi phòng rộng gần 20m², tổng kinh phí đầu tư là gần 700 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh gần 500 triệu đồng, vốn đối ứng của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch 200 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đội ngũ giáo viên tại trường Trung học cơ sở Lâm Trạch. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các giáo viên trường Trung học cơ sở Lâm Trạch vững tin bước vào năm học mới 2018-2019. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại trường Trung học cơ sở Lâm Trạch. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2018.
Theo kế hoạch, đầu tháng 9, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Bình sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tập trung thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất lớn, chợ đầu mối, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, chất lượng các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung Thu như bánh kẹo, nước giải khát, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm. Đoàn cũng tiến hành lấy các mẫu thực phẩm để test nhanh và xét nghiệm labo. Kết quả sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình cho biết hôm nay ngày 31 tháng 8, vận động viên Hoàng Thị Ngọc, người Quảng Bình đã cùng đồng đội giành thêm được tấm huy chương đồng tại ASEAN 2018 về cho đoàn thể thao Việt Nam. Theo đó, ở nội dung điền kinh chạy tiếp sức 4x400m dành cho nữ, các vận động viên gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc đã giành huy chương đồng sau khi cản đích thứ 3 với thành tích 3 phút 33 giây 23. Như vậy, trong 5 vận động viên Quảng Bình tham gia thi đấu tại ASEAN 2018 đã có 3 vận động viên giành được 4 tấm huy chương, gồm huy chương vàng môn rowing, huy chương bạc ở nội dung 1500m bơi tự do nam và chiếc huy chương đồng bơi tự do 800m và tấm huy chương đồng môn điền kinh của vận động viên Hoàng Thị Ngọc ngày 31 tháng 8. Với những thành tích của các vận động viên Quảng Bình đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2018. Thời gian qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Nhờ vậy nên nhiều hội viên đã được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế khá. Theo đó, cả cấp hội phụ nữ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tích cực vận động các cấp hội xây dựng, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Nhờ vậy nên đến nay, toàn tỉnh có 28 hợp tác xã, 52 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho 262 phụ nữ tham gia, trong đó có 147 phụ nữ đã tìm được việc làm sau khi học nghề. Với mục tiêu bảo vệ nguồn lợi giống cá chinh trong tự nhiên, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu, năm 2018, Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã thực hiện mô hình nuôi thâm canh cá chinh bằng lồng trong ao đất tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Mô hình nuôi thâm canh cá trình bằng lồng trong ao đất được triển khai từ tháng 4 với hơn 51.100 con cá sống thả trong 5 lồng nuôi. Đây là loài cá có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng. Qua theo dõi cho thấy, cá trình thích nghi khá tốt với môi trường, sinh trưởng và phát triển nhanh, tỷ lệ sống đạt 88%. Dự kiến thời gian kết thúc mô hình là vào tháng 12 năm 2019. Việc đưa vào sử dụng mô hình nuôi thâm canh cá trình bằng lồng trong ao đất nhằm đa dạng hóa nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Lệ Thủy đã huy động mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để xây dựng nâng cấp cả công trình thủy lợi, qua đó tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện Lệ Thủy đã bê tông hóa trên 60 km kênh mương nội đồng, tích cực chỉ đạo các xã tập trung tu bổ hệ thống kênh mương nhằm bảo đảm hiệu quả cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lệ Thủy đang chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch để đầu tư các công trình thủy lợi, phấn đấu đến năm 2020 có 24 xã đạt tiêu chí thủy lợi. Chương trình thời sự tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.